một đội quân chưa từng ra chiến trận, hay nói cách khác là không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến. Tuy vậy, trong lần đầu xuất binh, đội quân tưởng rằng vô cùng non nớt này đã chiến đấu vô cùng anh dũng, khiến cho danh tiếng của họ lẫy lừng khắp bốn phương. Tuy cống hiến hết mình là thế, nhưng đội quân dũng cảm này lại bị chính lãnh đạo cấp trên ruồng bỏ và xem như là nỗi âu nhục lớn của tổ chức. Vậy rốt cuộc đội quân anh dũng này gồm những ai? Vì sao bọn họ lại bị cho là một nỗi thất vọng khi đã chiến đấu hết mình theo mệnh lệnh? Để biết các diễn biến tiếp theo của bộ phim như thế nào thì mời các bạn cùng mình xem qua tác phẩm hành động về hãm Jadot Viral nhé. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh đang leo thang thì tại đất nước Cộng hòa Congo đã xảy ra một cuộc bạo động quy mô lớn. Thủ tướng Lumumba vừa được đắc cử chưa lâu thì đã bị một bọn phiến quân với lực lượng vũ trang vô cùng hùng mạnh bắt cóc. Ngay sau đó, thủ tướng Lumumba đã bị hành quyết. Người đứng đầu nhóm phiến quân này chính là đại tướng Tihombi, một kẻ tự xưng là người mang lại chính nghĩa cho đất nước. Nhưng việc đáng lưu tâm nhất lúc này chính là phần lớn quặng mỏ trọng yếu tại Cộng hòa Congo đều đã nằm dưới quyền kiểm soát của phía phiến quân. Điều này đã làm cho hai cường quốc Hoa Kỳ cùng với Liên bang Nga không được vui vẻ cho lắm. Nếu tình hình cứ tiếp tục diễn ra như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ có một trận huyết chiến giữa hai thế lực hùng mạnh là Nga và Mỹ. Phó thư ký Liên Hợp Quốc là Cruz đã có một bài phát biểu trước hội nghị giữa các nước rằng họ sẽ không để yên cho quân phiến loạn của Tihombi tiếp tục lộng hành. Một đội quân tinh nhuệ đã được Liên Hợp Quốc chọn mặt gửi vàng đến Cộng hòa Congo nhằm đàn áp tình hình hỗn loạn tại đây. Đội quân tinh nhuệ đang được nhắc đến chính là lực lượng lục quân của Ireland do chỉ huy Quillan dẫn dắt. Các binh sĩ Ireland sau khi biết tin đều vô cùng hào hức vì họ dù luyện tập khổ cực trong suốt thời gian dài nhưng vẫn chưa được tận dụng vào thực chiến. Đây sẽ là cơ hội tốt để các binh sĩ có thể chứng minh rằng những công sức của bọn họ đã bỏ ra là vô cùng xứng đáng. Kể cả Quillan cũng vô cùng hứng thú với mệnh lệnh triệu tập này từ Liên Hợp Quốc. Anh luôn được xưng tụng là một người văn võ song toàn, một vị chỉ huy tài năng bậc nhất của quốc gia Ireland. Tuy vậy vẫn chưa có cơ hội để thể hiện bản thân, nên vì vậy Quillan không thể giấu nổi sự phấn khích khi được chuẩn bị ra chiến trận lập công. Cuối cùng ngày hội quân cũng đã đến, hơn 150 tráng sĩ tinh nhuệ được triệu tập để chuẩn bị tiến đến Congo. Bọn họ được cho phép chào tạm biệt những người thân trong gia đình trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ai ai cũng đều vô cùng tự hào khi bản thân sắp được cống hiến cho lợi ích của đất nước nói riêng và thế giới nói chung. Sau đó, chỉ huy Quillan đã có một bài phát biểu khích lệ các thành viên. Anh cho rằng Ireland từ xưa đến nay chưa từng đi chinh phạt bất kỳ quốc gia nào, nhưng đừng vì vậy mà xem thường sức mạnh quân sự của bọn họ. Hôm nay bọn họ có mặt ở nơi này là để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng quân đội Ireland có thể làm được những gì. Sau khi nghe những lời phát biểu vô cùng hùng hồn từ phía chỉ huy Quillan, các binh sĩ đều hưởng ứng theo và hừng hực khí thế tiến quân. Mặt khác, chỉ huy cấp cao của Liên Hợp Quốc đã hạ lệnh cho phó thư ký Cruz đích thân đến Congo để kiểm soát tình hình. Với tài năng của Cruz, viên chỉ huy tin rằng anh ấy sẽ đưa ra những quyết định phù hợp giúp ích cho quân đội của Liên Hợp Quốc. Nhận lệnh từ cấp trên, Cruz đáp ngay chuyến bay đến Congo, sau đó anh triệu tập một vài tướng quân từ những quốc gia láng giềng để họp mặt. Ngoài đội quân Ireland được Liên Hợp Quốc chỉ định ra, thì Cruz muốn mở thêm một chiến dịch khác nhằm tạo thế gọng kìm tiêu diệt phiến quân của tên Tihombi. Về phần đại tướng Tihombi, hắn vẫn tỏ ra vô cùng bình thản trước truyền thông khi biết tin rằng quân đội của Liên Hợp Quốc đã được cử đến. Theo hắn, với tư cách là chủ nhà, nên Tihombi sẽ không bao giờ đối đãi với khách bằng vũ lực. Nhưng nếu phía Liên Hợp Quốc đến đây với mục đích khai mào cuộc chiến, thì tất nhiên đội quân của Tihombi sẽ đáp trả bằng tất cả những gì đang có. Sau đó, tên đại tướng Tihombi quay về văn phòng của mình và gọi điện cho một tướng quân người Pháp. Tihombi yêu cầu được chi viện quân để có thể đối đầu với Liên Hợp Quốc. Vì hiện tại hắn biết thực lực của bản thân vẫn chưa đủ hùng mạnh để chiến thắng trận chiến. Nếu như Tihombi bại trận, thì phía chính phủ Pháp cũng gặp bất lợi, khi các giao ước về những mỏ quặng tài nguyên đều sẽ tan thành mây khói. Không thể để chuyện đó xảy ra, tướng quân Pháp đồng ý viện trợ cho Tihombi 1.000 binh lính thiện chiến, nhưng có điều bọn họ sẽ đến đó theo danh nghĩa lính đánh thuê để tránh ánh nhìn chỉ trích của cộng đồng quốc tế hướng về Pháp. Quay trở lại với Quillan cùng lực lượng của mình, đã đến được nơi đóng quân do cấp trên chỉ định. Vừa nhìn sơ qua một lượt, Quillan đã thấy địa hình khu vực này vô cùng trống trải, khu vực xung quanh lại là rừng cây tùm. Rõ ràng nơi này là một khu vực dễ công khó thủ, một khi kẻ địch tấn công thì quân đội Ireland sẽ bị bao vây từ phía để giảm thiểu tối đa bất lợi. Quillan đã ngay lập tức hạ lệnh cho các chiến sĩ bắt đầu gấp rút đào chiến hào xung quanh khu vực đóng quân. Dù rằng nơi này thời tiết vô cùng khắc nghiệt cộng với sự xuất hiện nhiều loài vật nguy hiểm như rắn độc, nhưng các binh sĩ vẫn hoàn thành xuất sắc các công việc được giao. Trung sĩ dưới trướng đã dẫn Quillan đến xem kho lương thực đã được Liên Hợp Quốc chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Số thực phẩm này đủ để cho bọn họ dùng trong vòng 2 tháng, nhưng vấn đề là tất cả trong kho đều là lương khô. Với khí hậu khắc nghiệt như nơi này mà lại bắt các binh sĩ ăn lương khô thì quả nhiên không khác gì hành hạ người khác. Cho nên Quillan đã quyết định cùng với một vài người khác đi vào thị trấn ở gần đó để mua dự trữ lương thực tươi sống. Trong lúc chờ đợi lấy hàng, Quillan đã bắt chuyện với một người phụ nữ địa phương để hỏi xem gần đây có quán rượu nào không để anh cùng với đồng đội đến đó làm vài ly giải khát. Dĩ nhiên xung quanh đây có rất nhiều quán rượu, nhưng người phụ nữ kia e rằng Quillan sẽ không tìm được quán nào ưng ý bởi vì người dân ở đây không hề chào đón quân đội của Liên Hợp Quốc đến. Quillan vô cùng thắc mắc và khó hiểu bởi vì lý do chính đưa họ đến đây chính là đánh đuổi quân phiến loạn, lập lại trật tự cũng như sự bình yên cho người dân địa phương. Nhưng người phụ nữ kia lại không nghĩ như vậy. Thủ tướng Lumumba mặc dù đã đắc cử nhưng lại không được lòng phần lớn dân chúng.
bởi vì khi ông ta lên nắm quyền thì sẽ đem những mỏ quặng tài nguyên của Congo làm món hàng nhằm thu lợi từ các đế quốc khác. Cho nên quân đội Thiombi đã đứng lên để ngăn chặn điều này xảy ra. Với một người yêu nước chân chính thì sẽ xem đây là một điều tốt. Cho nên quân đội Liên Hợp Quốc đến đây chỉ có gây thêm rắc rối không đáng có, chứ không giúp ích gì thêm cho tình hình chung. Nghe xong những lời này, trong lòng Quillan cũng có đôi chút thất vọng. Anh không ngờ sự xuất hiện của mình lại làm cho nhiều người không hài lòng đến thế. Nhưng gác lại mọi việc, Quillan cùng với các đồng đội đến quán rượu để giải khát. Tại đây họ đã vô tình chạm mặt với chỉ huy quân đội Pháp Gene, mặc dù không nói ra nhưng không khí lúc này giữa hai bên đang vô cùng căng thẳng. Để chấm dứt sự ngột ngạt này, Gene đã mời Quillan đến làm vài ly rượu cùng mình. Không cần giới thiệu, Quillan cũng đã nhận ra phía quân đội Pháp đến đây theo danh nghĩa là lính đánh thuê, cho nên sớm muộn gì cả hai bên cũng sẽ có một trận đối đầu với nhau trên chiến trường. Gene bắt đầu buông lời chế giễu Quillan, cùng quân của anh ta là một đội quân non nớt, thiếu kinh nghiệm thực chiến, sớm muộn gì cũng bại trận. Quillan cũng không chịu kém cạnh khi gợi nhắc về thất bại ê chề của người Pháp trước quân đội phát xít Đức. Sau khi quay trở về doanh trại, Quillan cho trung sĩ dưới trướng của mình tức tốc ngay trong đêm lái xe đến trụ sở chỉ huy để báo cáo về việc có lính đánh thuê xuất hiện tại khu vực này. Trung sĩ Jack liền nhận lệnh và nhanh chóng tìm đến trụ sở chỉ huy để báo cáo mọi việc với Cruz. Tuy vậy, Cruz lại không thèm để ý đến chi tiết này vì theo anh ta, lính đánh thuê xuất hiện tại Cộng hòa Congo là một chuyện hết sức bình thường. Chúng chỉ đến để canh gác những khu mỏ quặng chứ không đủ sức để tấn công quân đội của Liên Hợp Quốc. Sáng hôm sau, Cruz nhận được một tin cấp báo về phía cánh quân của đội quân Ấn Độ. Thì ra trong lúc hành quân, để tạo nên thế gọng kìm giống như kế hoạch đã bàn bạc từ trước, quân đội Ấn Độ vô tình chạm trán với một nhóm quân nhỏ nổi dậy phản kháng, buộc lòng họ phải ra tay đàn áp. Nhưng không may, vô số người vô tội, tay không tấc sắt cũng đã bị vạ lây trong cuộc chiến này. Cruz vô cùng tức giận với phía quân đội Ấn Độ vì hành động dại dột này mà Liên Hợp Quốc chắc chắn sẽ gặp nhiều bất lợi. Không nằm ngoài dự đoán, tên Thiombi đã công bố chuyện này rộng rãi trước truyền thông và cho rằng Liên Hợp Quốc đến đây không phải vì nền hòa bình mà là phá vỡ nền hòa bình đó. Cho nên từ giây phút này, chính thức khơi mào cuộc chiến giữa quân đội Congo cùng với phía quân Liên Hợp Quốc. Gene cùng quân đội của mình cũng đã được hạ lệnh tấn công vào doanh trại quân đội Allen do Quillan chỉ huy. Nhanh chóng vào buổi sáng hôm đó, trong lúc các binh sĩ Allen đang cầu nguyện bên trong, thì phía lính đánh thuê của Gene bắt đầu tiến quân tiếp cận. Xạ thủ Coley sau khi phát hiện điều này liền lớn tiếng cảnh báo nhưng không có ai nghe thấy. Anh liền nhanh trí nổ súng bắn vào chiếc chuông đánh động cho mọi người biết rằng đang có kẻ địch tấn công. Do thiếu thế chủ động nên phía quân Allen gặp vô số bất lợi, trận chiến diễn ra ngày càng khốc liệt. Quillan hạ lệnh cho trung sĩ Jack dẫn theo 10 người thiện chiến nhất bọc ra bên cánh tập kích lũ lính đánh thuê. Tuy nhiên sau khi Jack làm theo kế hoạch thì phát hiện ra hướng bên này không có bất kỳ lính đánh thuê nào, do chúng đã tràn quân về hướng còn lại. Do quá non nớt trong thực chiến nên Quillan đã đưa ra quyết định sai lầm. Tất cả binh lính đều hoang mang và nghĩ rằng vị chỉ huy thiếu kinh nghiệm này sẽ đưa mọi người vào chỗ chết. Nhưng trung sĩ Jack với sự quyết tâm cùng lòng dũng cảm khó ai bì được đã đích thân điều khiển súng máy bắn tan tác đội quân của Gene. Thấy được tình hình đang không có lợi nên Gene chủ động cho các binh sĩ tạm thời rút quân để tránh thiệt hại nặng nề. Thật ra cuộc tấn công này chỉ là đi thăm dò thực lực từ phía quân đội Ireland, cho nên sau khi đã đạt được mục đích, Gene mới hạ lệnh lui quân. Dù quân đội Ireland đã phòng thủ vô cùng kiên cường, nhưng dù sao bọn họ vẫn bị áp đảo về quân số. Hơn 150 người lính phải đối đầu với gần 2.000 binh sĩ từ phía đối phương là một nhiệm vụ bất khả thi. Quillan liền liên lạc đến trụ sở chỉ huy để yêu cầu viện trợ, nhưng hiện tại những lực lượng được Liên Hợp Quốc điều đến Congo đều đã thực hiện nhiệm vụ khác. Cho nên nếu muốn có quân tiếp viện thì Quillan phải cố gắng chờ thêm một vài ngày nữa, đến khi đó bọn họ phải cố gắng tử thủ bằng tất cả sức lực mà mình có được. Trong lúc tình hình đang căng thẳng, Cruz quyết định liên hệ với Thiombi yêu cầu được gặp mặt trò chuyện trực tiếp. Tên đại tướng Thiombi cũng đồng ý lời đề nghị này, liền đi đến chỗ hẹn để có thể trao đổi với phía của Liên Hợp Quốc. Cruz cố gắng giải thích rằng sự việc do quân Ấn Độ gây ra chỉ là nằm ngoài ý muốn, chứ phía Liên Hợp Quốc không hề cố ý gây ra. Nhưng Thiombi vẫn chủ trương đối đầu với quân của Liên Hợp Quốc, trừ phi bọn họ chấp nhận thành phố Kataga là một đất nước có chủ quyền riêng tách biệt với Congo. Và Thiombi sẽ là vị thủ tướng đầu tiên của đất nước mới này. Nhưng dĩ nhiên Cruz và phía Liên Hợp Quốc không có quyền quyết định trong chuyện này. Đến đây thì không còn gì để bàn bạc. Thiombi lạnh lùng quay lưng bước vào trong xe. Trước khi rời đi, hắn còn cảnh báo rằng 150 người lính Ireland được cử đến Congo sẽ được Thiombi chăm sóc kỹ càng. Không để ai phải thất vọng, Gene tiếp tục cho quân của mình tấn công vào doanh trại của Quillan hết lần này đến lần khác. Trong lúc chiến đấu, Quillan phát hiện ra tên tổng chỉ huy của quân đội lính đánh thuê từ xa. Anh đã lệnh cho xạ thủ Coley trừ khử mục tiêu quan trọng này. Coley tiếp tục lập được chiến công khi chỉ cần một phát bắn đã lấy mạng tên tổng chỉ huy của kẻ địch. Điều này buộc lòng Gene phải tạm ngưng cuộc chiến và yêu cầu một cuộc nói chuyện trực tiếp với Quillan. Gene muốn được đưa xe cứu thương đến để đưa những binh sĩ bị thương cùng với các tử thi khác đi. Ngoài ra anh còn muốn kết thúc chuyện này trong hòa bình và yêu cầu Quillan hãy từ bỏ chấp nhận buông súng đầu hàng để tránh có người phải tiếp tục bỏ mạng. Về phần xe cứu thương di chuyển thương binh thì Quillan chấp thuận, nhưng việc đầu hàng thì dĩ nhiên sẽ không xảy ra vì phía quân đội Ireland của bọn họ vẫn đang làm rất tốt công việc phòng thủ, bằng chứng là chưa có bất kỳ ai phải bỏ mạng. Những thi thể tại chiến trường đều là của quân đội do Gene chỉ huy.
Một lúc sau, xe cứu thương cũng đến và bắt đầu thu dọn tử thi cũng như quân sĩ bị thương. Nhưng thật ra đây là kế hoạch của Jenner. Hắn biết Quinlan ít kinh nghiệm trong thực chiến nên lợi dụng việc này để dắt mũi anh ta. Jenner bố trí người nấp phía sau các xe cứu thương để tiếp cận lại doanh trại của quân đội Ireland. Nhận ra điều này nhưng đã quá muộn, Quinlan cùng các đồng đội đã bị tập kích bất ngờ. Vô số súng cối cũng được Jenner hạ lệnh cho khai hỏa, phá nát dần các chiến hào cũng như vài khu nhà trong doanh trại của Quinlan. Sau một lúc, Jenner tiếp tục cho quân của mình rút lui. Kế hoạch của hắn không phải là tiêu diệt quân của Quinlan trong một lần, mà sẽ chia nhỏ ra nhiều lần đánh từ từ bào mòn sức lực của quân đội Ireland. Quan trọng hơn, hắn đã cho quân bao vây doanh trại của bọn họ, cắt đứt mọi đường tiếp tế. Ngoài ra còn đầu độc vào nguồn nước xung quanh khiến cho Quinlan cùng với các đồng đội không có nước sạch để mà sử dụng. Với các thời tiết khắc nghiệt này mà không có nước uống thì không khác nào một án tử giáng thẳng vào đầu. Cứ tiếp tục thế này thì toàn bộ 150 người lính sẽ chết dần chết mòn đến người cuối cùng. Quân đội tiếp viện từ doanh trại chỉ huy cũng đã đến như lời hứa, nhưng bọn họ đã bị ngăn cản vô cùng quyết liệt từ phía quân của Jenner. Vài ngày sau, một chiếc trực thăng được Liên Hợp Quốc điều đến để mang những người bị thương trong doanh trại Quinlan đi chữa trị. Tuy nhiên, bọn họ lại vấp phải sự tấn công từ máy bay tiêm kích của kẻ địch. Quinlan cùng những người khác cố gắng hỗ trợ hết mình cho máy bay trực thăng. Cuối cùng, máy bay cũng đã hạ cánh an toàn xuống doanh trại và bắt đầu vận chuyển những người lính bị thương lên. Đúng lúc máy bay chuẩn bị cất cánh rời đi thì phía quân địch đã tặng trực diện một quả tên lửa vào chiếc trực thăng, khiến nó bị hư hỏng nặng nề và rơi một cách tự do xuống bên dưới. Tia hy vọng cuối cùng của bọn họ đã bị dập tắt. Về phần Crewe, anh ta đã nhận một cuộc gọi từ cấp trên về việc Liên Hợp Quốc sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu anh ta nhằm tránh những bất lợi hướng về phía tổ chức, nên cần một người đứng ra nhận hết trách nhiệm. Nhưng dù sao mọi chuyện đến nước này cũng đều là do những mệnh lệnh mà Crewe đã chỉ đạo. Liên tiếp những tin xấu ập đến khiến cho Crewe không biết giải quyết như thế nào. Cấp dưới cho rằng nên cử quân tiếp viện cho Quinlan. Họ không thể bỏ mặc cho hơn 150 người lính Ireland hy sinh vô ích ở ngoài kia như thế. Nhưng Crewe lại không đồng ý. Hiện tại tổ chức Liên Hợp Quốc đang bị xem là kẻ phản diện trong mắt toàn thế giới. Nếu còn dám cử quân đi giải cứu cho Quinlan và tấn công quân đội của Tihombi thì không khác gì tự lún sâu vào sai lầm. Mặt khác, Quinlan cùng với các chiến sĩ của mình đang dùng cả tính mạng để chiến đấu với lực lượng hùng hậu của Jenner, nhưng càng ngày càng bị dồn vào đường cùng trước sự công phá quá lớn từ đối phương. Bên quân của Jenner còn được hỗ trợ hỏa lực từ trên cao bởi máy bay tiêm kích, không còn hy vọng nào cho Quinlan và các chiến sĩ Ireland khác. Cứ tưởng rằng phe này phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người thì bỗng dưng quân của Jenner lại ngừng tấn công. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jenner tiếp tục xuất hiện và gặp mặt trực tiếp Quinlan. Thì ra anh ta đã hạ lệnh ngưng bắn để chừa cho các binh sĩ Ireland một con đường sống. Jenner cảm thấy ngưỡng mộ lòng dũng cảm cũng như sự cống hiến hết mình của Quinlan cùng với đồng đội, nên chân thành khuyên bọn họ hãy đầu hàng để bảo toàn tính mạng. Quinlan quay về thông báo chuyện này cho các binh sĩ, mọi người đều từ chối và muốn tử chiến đến hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, bản thân là một người chỉ huy, Quinlan phải đưa ra quyết định tốt nhất cho toàn thể đồng đội dưới trướng của mình. Anh quyết định buông súng đầu hàng. Ngay sau đó, những người lính Ireland được áp giải đến các trại giam chờ ngày xét xử. Nhưng chỉ một tháng sau, tất cả bọn họ đã được trả tự do quay về quê nhà. Thì ra Liên Hợp Quốc đã đạt được những thỏa thuận cuối cùng với phía quân đội Congo, nên Quinlan cùng với các đồng đội của mình mới được trả tự do. Về đến sân bay quê nhà, Quinlan được tướng quân của Liên Hợp Quốc đón tiếp. Crewe cũng có mặt ở nơi này. Sau tất cả những gì đã diễn ra, Quinlan yêu cầu các binh sĩ dưới trướng của mình được khen thưởng và trao huân chương danh dự, bởi vì bọn họ đều là lần đầu tiên xuất trận nhưng đã chiến đấu đến quên thân mình vì mệnh lệnh của cấp trên. Tuy nhiên, tướng quân lại thông báo một tin khiến cho Quinlan phải ngỡ ngàng. Không những không được khen thưởng, mà Quinlan cùng với đồng đội của mình đang bị xem là nỗi ô nhục vì buông súng đầu hàng. Nghe đến đây, Quinlan không thể kiềm chế được bản thân nữa, liền ra tay tặng một cú đấm trời giáng cho tên tướng quân kia. Crewe cũng chứng kiến toàn bộ sự việc và khuyên tướng quân hãy đem vụ việc này báo cáo trong tòa án binh, nhưng vị tướng quân lại sẵn lòng bỏ qua nắm đấm này vì ông hiểu được tâm trạng của Quinlan. Bọn họ đã chiến đấu hết mình nhưng cuối cùng lại trở thành tội đồ trong mắt của mọi người. Về phần Quinlan, anh đứng trước mặt những đồng đội của mình để tha lỗi, nhưng toàn bộ binh sĩ đều tỏ rõ sự trung thành cũng như chưa bao giờ hối hận khi đi theo Quinlan đến cùng. Thông qua bộ phim, các nhà làm phim đã muốn nhắn gửi đến chúng ta một bài học sâu sắc rằng chiến tranh lúc nào cũng có hai mặt của nó. Khi bạn thắng, bạn là chân lý, nhưng nếu bạn phục vụ lý tưởng đúng đắn nhưng bại trận thì cũng sẽ trở thành kẻ phản diện sau cùng. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.